Xuân sang Tết đến hoa đào nở, lòng người hân hoan được quay trở về bên gia đình, bởi chẳng có gì hạnh phúc bằng Tết đoàn viên, chẳng có gì an yên bằng mùa sum họp. Anh Tùng này, chợ Tết những ngày này đã trở nên bắt đầu hí hả và nhộn nhịp hơn, và tiếng các bà, các mẹ đi lựa đồ gói bánh chưng làm củ hành, hũ mắm thì nghe đã rạo rực rồi anh ạ. Ngọc Huyền biết không, anh có cảm giác rằng mùa đông đã bớt lạnh rồi khi mà sắp tới được hưởng trọn vẹn niềm vui khi mà được quay trở về nhà để ăn Tết. Tuy nhiên bây giờ thì em đang có một phân vân lớn anh ạ. Có chuyện gì đấy? Thực ra thì Tết sắp đến và em rất muốn là có thể tặng mẹ một món quà nào đấy. Và mẹ em thì là một người rất là thích ẩm thực này, nấu ăn thì rất là ngon. Nên em cũng biết là lựa chọn món gì để có thể làm quà tặng mẹ anh ạ. À ra là vậy. Anh có nghe thấy Huyền chia sẻ là mẹ em là người đam mê ẩm thực đúng không? Vậy anh sẽ bật mí cho em một món quà bất ngờ. Vừa rồi tuần trước anh có một chuyến đi công tác ở Quảng Ninh và anh được những người dân mến khách ở đây tặng cho anh một món quà. Đây, và anh sẽ giới thiệu cho Ngọc Huyền và quý vị khán giả một đặc sản truyền thống ở huyện đảo Vân Đồn. Đẹp chưa? Hóa ra đây có phải là nước mắm xá sùng cái rồng Van Bét đúng không anh? Chính xác. Và để giúp cho Ngọc Huyền và quý vị khán giả có thể hiểu thêm về sản phẩm này thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi clip ngắn ngay sau đây. Quảng Ninh là một vùng đất có những bãi biển trải dài xinh đẹp. Nơi đây có những huyện đảo sản xuất ra các loại nước mắm truyền thống, thơm ngon, đặc sản không chỉ ở Quảng Ninh mà còn được tin dùng trên khắp cả nước. Nước mắm xá sùng Van Bét được sản xuất bởi cơ sở chế biến đặc sản Vân Đồn, nguyên liệu từ những con cá cơm tươi ngon ở biển Vân Đồn, cho món ăn đậm vị ngọt, trọn vị ngon, gắn kết gia đình Việt. Anh Tùng này, xem xong clip vừa rồi thì em thấy nhớ nhà ra diết anh ạ. Em nhớ đến bữa cơm chiều 30 Tết này. Rồi nhớ cả bát nước chấm cay cay ngọt ngọt mẹ em làm. Và thực sự là khi xem xong clip của rồi thì em rất muốn là có thể lựa chọn ngay sản phẩm này để tặng mẹ em anh ạ. Anh cũng bật mí thêm một chút nha. Là tình cờ trong chuyến công tác vừa rồi thì anh cũng biết thêm một đặc sản nổi tiếng ở Quảng Ninh. Đó chính là món chả mực. Và anh nghĩ rằng là khi mà chả mực mà chấm cùng nước mắm này thì tuyệt vời luôn quý vị ạ. Nghe hấp dẫn quá anh ạ. Nhưng mà em có một thắc mắc nhỏ là nếu như mà em muốn mua sản phẩm này thì mua ở đâu anh? Ngọc Quyền và quý vị khán giả có thể đặt mua sản phẩm qua số điện thoại 0936 267 999 hoặc qua website vanbest.vn, các trang thương mại điện tử như Shopee, Tiki, Sendor, Lazada. Ngoài ra sản phẩm được bày bán tại các hệ thống Vinmart trên toàn quốc. Thưa quý vị, hy vọng là với thông tin vừa rồi thì quý vị khán giả đã có thêm cho mình một lựa chọn hoàn hảo để mua sắm trong dịp Tết năm nay. Có mua gì Tết này? Mua sắm chỉ là chuyện nhỏ.